Kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu chuyên mục là các thông tin chính sách mới liên quan đến doanh nghiệp. Tiếp đó là cuộc phỏng vấn ông Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 8 năm liên tiếp tăng điểm, tăng thứ hạng, năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI bị giảm điểm, giảm thứ hạng những nguyên nhân các chỉ số thành phần giảm điểm cần phải được chỉ rõ để có những giải pháp khắc phục, cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới. Theo đánh giá của VCCI, việc giảm điểm PCI của tỉnh cũng cho thấy vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang gặp nhiều vấn đề cần khắc phục. Qua thống kê năm 2022, số doanh nghiệp của tỉnh báo lãi chỉ đạt 48%, giảm 16% so với năm 2021. Trong khi đó doanh nghiệp báo lỗ lên đến 33%, tăng 6% so với năm 2021. Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, sức đề kháng yếu, khi có những biến động về thị trường rất dễ chịu tác động. Trong khi đó, việc triển khai các chính sách hỗ trợ lại chậm, rất nhiều vướng mắc về thủ tục. Đối với nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI, trong công tác chỉ đạo điều hành thời gian qua là rất quyết liệt. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã có chỉ thị số 02 về đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết có lộ trình về nâng cao chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo. Vấn đề còn lại là cần phải thể hiện sự quyết tâm của các cơ quan đơn vị, chính quyền minh bạch, cán bộ công chức tận tâm, trách nhiệm với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ công chức phải thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ, lắng nghe, thân thiện, nhiệt tình, quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái vừa có buổi tọa đàm về công tác hội và ký kết hợp đồng kết nối giao thương, mua bán hàng hóa, sử dụng các sản phẩm của nhau. Trên tinh thần cởi mở thẳng thắn, các đại biểu tham dự và các doanh nghiệp hội viên đã cùng nhau chia sẻ những hoạt động công tác hội, công tác phát triển đảng tại doanh nghiệp, tham gia công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp hội viên với chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội đóng góp các ý kiến xây dựng văn bản đề xuất nội dung tổ chức các chương trình cà phê doanh nhân đối thoại doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh và kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện thành phố các sở ngành trong tỉnh ddci góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Tại buổi tọa đàm, hai hiệp hội đã tổ chức ký kết giữa các doanh nghiệp hội viên về hợp đồng kết nối giao thương, mua bán hàng hóa, sử dụng các sản phẩm của nhau. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh là 113 doanh nghiệp, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022. 12 doanh nghiệp giải thể, 127 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 2.500 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 28.000 tỷ đồng, bao gồm 15 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Những ngành hàng có thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, EU như dệt may, da dày, gỗ, thủy sản có mức sụt giảm nhiều nhất. Ngoài ra, một số ngành hàng như thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, sắt thép, sản phẩm nhựa đang phải đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại. Chi phí nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Trong khi đó, doanh nghiệp của tỉnh, chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ nên thị trường nước ngoài cũng như trong nước thấp, số lượng đơn hàng giảm, thiếu vốn, lãi suất ngân hàng cao nên gặp nhiều khó khăn. Từ ngày 1 tháng 7, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm 50% so với hiện nay. Ngày 28 tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định số 41-2023-NDCP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc semi-rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10-2022 NDCP ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các ban bản sửa đổi bổ sung. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành về mức giảm từ 0,5 đến 2% trên năm. Trong bối cảnh lãi suất trên thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao, các quyết định trên phản ánh sự cấp thiết của Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua kênh tiến dụng Đến nay về cơ bản mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay có xu hướng giảm dần, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8% trên năm, giảm 0,7% so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay bình quân Việt Nam đồng ở mức khoảng 8,9% trên năm, giảm 1% so với cuối năm 2022. Làn sóng giảm lãi suất huy động theo đó đồng loạt diễn ra tại các ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng lãi suất giao dịch tất cả kỳ hạn cũng giảm mạnh. Hiện nay cùng với ngân hàng nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng cũng đang thực hiện chương trình giảm lãi suất cho vay tới khách hàng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chính thức triển khai chương trình cho vay nhà ở thương mại với quy mô 20.000 tỷ đồng, lãi suất áp dụng từ 8,5% trên năm đối với chủ đầu tư và từ 7,8% trên năm đối với người mua nhà. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2023, BIDV chính thức triển khai gói tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản nhà ở thương mại với quy mô 20.000 tỷ đồng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 hoặc đến khi hết quy mô của gói tín dụng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đồng thời, BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 0,5% trên năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản vay chung và dài hạn hiện hữu và chưa được áp dụng lãi suất cạnh tranh trước đó. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có dư nợ hiện hữu tại ngân hàng. Không chỉ giảm lãi suất cho vay, BIDV cũng tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính tổng thể, giúp giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp cá nhân. Các chương trình tín dụng của BIDV đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng với doanh số giải ngân cho vay lớn. Toàn tỉnh hiện nay có 8 nhà máy chế biến gỗ lớn đang hoạt động, tổng công suất chế biến đạt 137.500 tấn giấy và bột giấy chân năm, 3.000 tấn gỗ nén, 225.000 mét khối gỗ và sản phẩm gỗ. Tỉnh rất quan tâm, chú trọng việc duy trì và mở rộng diện tích rừng sản xuất, nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng để tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Công ty cổ phần Út Len và công ty cổ phần Giấy An Hòa là hai doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ lớn của tỉnh, hàng năm sản xuất tiêu thụ hàng chục nghìn mét khối gỗ trên địa bàn. Theo đánh giá chất lượng gỗ rừng trồng, đặc biệt là rừng gỗ lớn trồng theo tiêu chuẩn FSC của tỉnh, đang được đánh giá đứng trong tốc đầu của khu vực. Và đây là lý do mà 90% nguồn nguyên liệu đầu vào lấy từ các cánh rừng tuyên quang để chế biến các sản phẩm đồ gỗ cao cấp, cung cấp chính thức cho tập đoàn đồ gỗ nội thất hàng đầu thế giới IKEA. Woodland đang phối hợp với công ty New Forest của Australia, doanh nghiệp hàng đầu về lâm nghiệp quốc tế, đề xuất tham gia thực hiện dự án mở rộng trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường đại học Tân Trào sản xuất cây giống chất lượng cao và phát triển diện tích 10.000 ha rừng trồng sử dụng cây giống chất lượng cao và thực hành quản lý rừng tốt trên địa bàn tỉnh tuyên quang còn tại công ty cổ phần giấy an hòa sản phẩm bột giấy và giấy của công ty cũng đã khẳng định được vị trí trên thị trường trong nước và xuất khẩu và các thị trường các nước trung quốc malaysia singapore ấn độ iran và cuba Công ty đang hướng tới mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy photocopy chất lượng cao, từng bước thay thế hàng nhập khẩu, phần đấu sẽ trở thành thương hiệu giấy số 1 tại thị trường Việt Nam. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa tổ chức chương trình trao thưởng cho khách hàng may mắn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ngân hàng. Với tổng số trên 8.700 khách hàng trên địa bàn tỉnh dự thưởng, doanh số huy động trên 1.600 tỷ đồng, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, LP Bank đã và đang khẳng định được vị thế của mình trên thị trường và nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước. Tại Tuyên Quang, LP Bank luôn nỗ lực thay đổi hình ảnh, công nghệ, mô hình tổ chức hay thương hiệu hướng đến sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đồng hành cùng khách hàng phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, luật giá có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện được ban hành luật giá từ khi ban hành luật giá cho đến nay, nhà nước đã có hệ thống pháp lý đầy đủ trong lĩnh vực giá, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Về việc triển khai luật giá đến các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như thế nào, có những khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình tổ chức thực hiện? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. À, trước hết xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của phóng viên đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang à, thưa ông xin ông cho biết là việc triển khai pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện như thế nào thời gian qua theo chức năng nhiệm vụ sở tài chính tỉnh tuyên quang đã làm tốt công tác được giao cụ thể về quản lý giá và thẩm định giá tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ định giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho sở tài chính và các cơ quan các sở quản lý ngành lĩnh vực để phân công phân cấp tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật về giá ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về quản lý giá và thẩm định giá trên địa bàn để thực hiện công tác xây dựng thẩm định phương án giá các hàng hóa dịch vụ theo phân công của ủy ban nhân dân tỉnh giao cho sở tài chính thẩm định phương án giá theo đề nghị của sở quản lý chuyên ngành lĩnh vực hoặc đơn vị sản xuất kinh doanh đối với các hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của ủy ban nhân dân cấp tỉnh như giá dịch vụ công ích Người chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá do chính phủ quyết định và theo hướng dẫn của các cơ quan trung ương là thành viên ban chỉ đạo 389 của tỉnh Tuyên Quang thì tham gia công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá. Hàng tháng định kỳ khảo sát thu thập thông tin, theo dõi tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn toàn tỉnh để theo quy định chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Còn về quản lý tài chính đối với đất đai thì là cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định bảng giá đất, hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thì thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ quy định của luật đất đai hiện hành. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Và qua quá trình triển khai thực hiện như vậy thì các ông có gặp phải những cái khó khăn vướng mắc gì không ạ? Và với vai trò là cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định giá đất tỉnh hiện nay trong quá trình thực hiện sở tài chính nhận thấy còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như các quy định về phương pháp tính toán, rồi quy trình thẩm định giá đất còn chưa rõ ràng để áp dụng. Do vậy rất khó khăn cho các địa phương trong việc thẩm định giá đất cho các dự án đầu tư, rồi thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án trên địa bàn tỉnh để việc thẩm định giá đất cho các dự án đảm bảo quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh tuyên quang sở tài chính đề nghị với bộ tài nguyên môi trường xem xét sửa đổi thông tư số 36 năm 2014 quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất xây dựng điều chỉnh bảng giá đất định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất có những năm phương pháp không quy định cụ thể do vậy mỗi một dự án hay một địa phương lại có các quy định khác nhau vì vậy rất khó khăn trong việc thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án như quy định cụ thể về mức tỷ lệ để làm chuẩn mực cho các địa phương thực hiện hoặc chỉ quy định một phương pháp tính đó là phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất rồi giao trách nhiệm xác định hệ số điều chỉnh giá đất cho hội đồng thẩm định của tỉnh quyết định. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên quang. Để đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất mía đường, hiện công ty của phần mía đường sơn dương đang phối hợp cùng các địa phương tìm các giải pháp khắc phục khó khăn để phát triển ổn định vùng nguyên liệu trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang còn gần 2.000 hecta mía nguyên liệu, với diện tích này chỉ đáp ứng cho 50% công suất của một nhà máy đường sơn dương hoạt động. Chính vì vậy, việc duy trì và phát triển nguồn nguyên liệu đảm bảo ổn định sản xuất cho niên vụ 2023-2024 là nhiệm vụ cấp bách chiến lược mà công ty cổ phần Mỹ Đường Sơn Dương đang đặt ra hiện nay. Công ty mía đường Dân Dương thì luôn luôn đồng hành với bà con nhân dân. Thế năm nay thì công ty cũng có cái việc là ra cái chính sách là nâng giá mía lên là 1 triệu 150 000 đồng trên tấn sản phẩm. Bà con rất là hồ hởi phấn khởi và tích cực trồng mía, tham gia trồng mía. Đặc biệt năm nay thì sau khi trồng mía thì nó thời tiết hạn hán, nó cũng bị chết nhiều. Chúng tôi mong muốn là chính quyền địa phương là thứ nhất là tỉnh cũng như huyện là có cái chính sách mà hỗ trợ cái ngành nông nghiệp Tuy nhiên, tình hình thời tiết khô hạn kéo dài từ đầu năm đã ảnh hưởng lớn đến diện tích mía nguyên liệu, đặc biệt là nhiều diện tích ở Sơn Dương đã bị chết không khắc phục được. Dự kiến vụ sản xuất tới sẽ thiếu hụt khoảng 30% sản lượng so với kế hoạch. Đây là khó khăn rất lớn với công ty, vì vậy cùng với nhiều giải pháp đưa ra, công ty luôn quan tâm đến việc phát triển diện tích mía nguyên liệu, phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương trong quản lý, chăm sóc những diện tích mía còn lại, ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ người trồng mía nhất là việc điều chỉnh giá thu mua mía nguyên liệu theo hướng có lợi cho người dân, tạo sự thay đổi trong tư duy sản xuất cũng như khiến người dân quan tâm quay trở lại với việc phát triển cây mía. Những 2 năm về đây thì với chính sách của công ty Đường Dân Dương, rất nhiều chính sách ưu đãi đến nhân dân và chăm và quan tâm. Nhất về giải ngân, thứ hai về là hỗ trợ cho bà con là trong vấn đề trồng giống rồi phân mà chính vì vậy mà chính quyền địa phương ở xã này đặc biệt là rất quan tâm cả về là bên địa chính rồi đến các thôn cũng hưởng ứng vào cuộc tuyên truyền nhân dân là phát triển cây mía để thay thay đổi về cái kinh tế cho cây ăn quả và vì hiện nay với cái giá thời điểm này thì bà con cũng thu nhập nó ổn định nguyên liệu được coi là yếu tố cốt lõi then chốt trong sản xuất để bảo đảm phát triển chuỗi giá trị hiệu quả bền vững để chủ động nguồn nguyên liệu một trong những giải pháp mang tính bền vững lâu dài đó là xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ quy hoạch, sản xuất đến tiêu thụ. Chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tĩnh Quang tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.